Anh làm gì anh nhìn em dữ vậy? Anh đang nhớ lại một cơn ác mộng. Hả? Ác mộng? Là sao? Anh mơ thấy em thắt cà vạt cho tay Tuấn. Trời đất, mơ gì kỳ cục vậy? Bởi vậy mới thấy anh là người may mắn. Thôi, em chuẩn bị đi. Anh đưa em đi làm. Thôi khỏi, em đi một mình được mà. Nhưng hôm nay anh muốn đưa em đi mà. Nè, trưa nay em còn phải về nấu cơm nữa đó. Trưa nay anh sẽ đón em về, rồi mình cùng ăn cơm với gia đình. Anh làm em bất ngờ quá nha. Ít khi nào á em thấy anh chịu dạng cơm trưa đó. Tại anh bận việc thôi, chứ cơm của vợ anh nấu mà, khi nào mà chẳng ngon. Nè, bộ hôm nay có chuyện gì sao mà vui dữ vậy? Em có biết không, hôm nay là ngày giao xe cho hãng taxi Đại Hùng. Đây là vụ làm ăn lớn nhất từ trước đến nay. Sau vụ này á, anh sẽ cho cả nhà đi du lịch nước ngoài. Thôi, không có nói trước chuyện gì được đâu nha. Có gì đâu mà nói trước chứ nói sao. Nhưng mà dù sao á, cũng phải đợi cho bé Mai thi xong anh à. Chờ thì chờ, không sao, mình làm xong tất cả mọi việc đi rồi đi cũng được. Nhưng mà xong chuyện này lại đến chuyện khác đó chứ. Chuyện thằng Huy đó anh. Thông Quy sao? Em nghĩ không biết tới khi nào em yên tâm được. Đã vẽ sẵn cho nó một con đường rất là tươi sáng vậy á mà nó cũng không chịu theo nữa. Mà thiệt em lo quá à. Rồi sau này ai kế nghiệp anh đây nè? Trời đất, chuyện đã qua rồi mà em cứ nhắc hoài. Em không cần phải lo cho thằng Quy nữa, mà cố gắng tập trung cho bé Mai. Ừ, em biết rồi. Đem ra mở cửa cho. Ừ, em ra mở đi. Ủa, cô ba. Chị, bữa nay khỏi mua đồ ăn nha. Em đi chợ mua đồ nấu luôn rồi. Cái gì? Cô ba nấu hả? Dạ. Chà, hồi này thay đổi dữ à. Hình như là có tình yêu nên khác à nha. Cũng vậy thôi. Tại lúc trước em không thích làm. Thì vậy nha Ừ, chị, em được xuống rồi. nha. Em ơi, Dạ. vô chuẩn bị đi trễ rồi. Em biết rồi. Anh nè, sắp tới cô ba đi lấy chồng cũng buồn quá. Ai cũng phải tới ngày đó mà em. Thì biết là vậy, nhưng mà sao em thấy vắng vắng đó anh. Bớt đi một thành viên á, tất nhiên là thấy vắng rồi. Thôi đi anh. Đi. Mời anh uống nước. Thật ra thì tôi đến đây để xin lỗi anh. Sao? Sao anh lại xin lỗi tôi? Công ty Đại Hùng quyết định ngừng hợp đồng với Huy Hoàng lại. Anh đang nói giỡn tôi đúng không? Thành thật xin lỗi, vì lợi ích công ty chúng tôi không thể nào làm khác được. Nhưng hợp đồng với bên tôi mang lợi ích đến cho công ty Đại Hùng mà. Tất nhiên, trong việc làm ăn chúng tôi đã đưa giá cả là hàng đầu cùng chúng đội xe, nhưng chúng tôi đã tìm được đối tác bán rẻ hơn rất nhiều. Đối tác mà anh vừa đề cập tới có phải là công ty của Tây Tuấn không? So với Tây Tuấn hay công ty nào tôi không quan trọng. Tôi quan trọng là giá cả họ đưa ra. Chi phí cho một lô xe của Đại Hùng sẽ giảm xuống bằng 2/3 của công ty ông. Nhưng hai bên đã thương thảo xong, hợp đồng cũng đã ký. Nếu không tiếp tục thì Đại Hùng phải chịu phạt, và số tiền cọc đó chúng tôi chấp nhận, chịu phạt theo hợp đồng cam kết. Tôi hiểu. Tôi biết bên anh bây giờ đang phụ thuộc rất nhiều về vốn, cho nên chúng tôi sẽ linh động lùi thời hạn trả tiền. Các anh sẽ trả lại trong vòng vài tháng. Nhưng chúng tôi không thể nào chấp nhận các anh rút hợp đồng. Hàng chúng tôi đã nhập về đầy đủ, không thể nào để hoài trong kho được. Tôi biết vấn đề này sẽ khó khăn cho anh, nhưng tính đi tính lại, chúng tôi cho rằng cái việc hủy bỏ hợp đồng bên anh là chúng tôi cần thiết. Anh có biết đó là một sai lầm không? Anh có biết hàng của Tài Tuấn có nguồn gốc từ đâu không? Chắc chắn đó là hàng lậu và kém chất lượng. Dù sao chúng tôi cũng chỉ quan tâm đến việc giá cả,
tôi sẽ chờ thông báo mức bồi thường của bên anh đưa ra. Chào anh. Lại chính là nó. Giờ này chắc tài hoàng đang tức ối máu. Hắn có chết thì mày ra tôi mới hả dạ được. Anh có tính làm gì tiếp nữa không? Không, vậy là đủ rồi. Làm việc gì cũng phải có điểm dừng chứ. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Quả này đã đủ cho hắn biết là trời với anh là không dễ chút nào. Cỡ hắn làm sao mà đỏ được với tôi. Anh à, mà hôm bữa anh nói chuyện với giám đốc bên taxi tới đâu rồi? Có khiến hắn trở mặt 180 độ không vậy? Tôi chẳng cần phải nói chuyện nhiều. Ngay sau khi hắn coi bản báo giá thì hắn đã chịu ngồi nói chuyện với tôi rồi. Anh quả là biết nhìn mặt bắt hình dung. Mà nè, em nghĩ kiểu gì Tài Hoàng cũng bắt bên Đại Hùng bồi thường hợp đồng đó. Đó là việc của Đại Hùng. Anh nói phải. Mà dù gì bồi thường thế nào thì cũng không thể bù được tổn thất cho việc bể hợp đồng gây ra. Phen này Tài Hoàng chết chắc. Còn việc hàng hóa sao rồi? Anh yên tâm đi, em đã liên hệ với ông Chen rồi. Cuối tuần này hàng sẽ về đầy đủ. Tốt lắm. Sau vụ này á, cậu sẽ được thưởng rất là hậu hĩnh á. Dạ, cảm ơn anh. Anh tưởng là khi báo tin Tài Hoàng bị Tuấn Phương chơi thề thảm, em sẽ vui chứ? Rõ ràng á, cái tên Tuấn hạ anh Hoàng là hạ sách. Bên Quỳ Hoàng cay đắng thì không nói, còn bên Tuấn Phương cũng chịu tổn thất rất nặng nề khi phải giảm tới 1/3 giá như vậy. Nghiễm nhiên là bên Đại Hùng được lợi. Nếu là em sẽ không vui như tụi anh đâu. Đúng là ông Tuấn chơi chiêu này là liều mạng để rửa hận. Chứ bữa nay vợ ông chuẩn bị rút vốn, ông cũng đang lao đao. Em thì nghĩ trong cuộc chiến với hai showroom, anh Hoàng về lâu dài thì sẽ thắng. Bởi vì Tuấn Phương không thể đi theo mà phá hoài được. Sẽ có lúc á, nguồn vốn cũng sẽ cạn, và thủ đoạn thì không có đất để dụng võ. Xem chừng em nghĩ làm rồi, nhưng mà vẫn không quên được Tài Hoàng, đúng không? Nếu vậy quên như vậy thì đâu phải là tình yêu. Nhưng mà anh yên tâm đi, em biết phân biệt rạch ròi lắm, cái nào là cái đó. Anh biết mà, đàn bà như em hiếm lắm. Cái này thì đưa cho kế toán để thanh toán, chứ đưa tôi làm cái gì? Dạ. Dạ thưa anh, có anh Hoàng, giám đốc showroom Huy Hoàng muốn gặp anh. Vậy hả? Dạ. Mời vô. Dạ. Dạ thưa anh Hoàng đến. Tôi không nghĩ ngày ông đến tìm tôi lại sớm như vậy. Lên phòng nói chuyện một chút được không? Ở đây dưới thanh thiên bạch nhật, ngồi nói chuyện sẽ tiện hơn. Mời ngồi. Được rồi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Về việc ông phá hợp đồng bên công ty Đại Hùng vừa rồi, khiến chúng ta đều tổn thất nghiêm trọng. Cho nên tôi tới đây để thỏa thuận với ông về chuyện này. Có nghiêm trọng á thì bên công ty của ông kìa, còn riêng bên công ty tôi thì cũng bình thường thôi.
tôi thích thì tôi phá. Ông làm gì được tôi? Tôi vừa được biết nguồn tin. Chính ông đang lao đao vì vợ của ông rút phần lớn cổ phần. Vì vậy tôi đến đây để nói chuyện phải trái với ông, để nhằm tìm hướng mà giải quyết. Nếu ông muốn biết thật lực của tôi á, thì cứ kiếm một hợp đồng béo bở để coi tôi phá như thế nào nha. Thực ra ông muốn gì? Muốn gì hả? Ta muốn mày thân bại danh liệt và muốn luôn vợ của mày kìa. Bảo vệ, bảo vệ, nghe gì đây? Cú lên, cú lên, cú lên, giết mày. Cú chú ra, mày. Đó cùng đường lên các bạn hả mày? Cú lên. Tao nói cho mày biết, mày, vợ mày và mấy đứa con của mày nữa, tao sẽ cho chết tao phải biết không? Cú lên, nghe chưa? Cái đầu vô của mày á, có hỏi tại sao tao biết tất cả mọi hoạt động của mày hoạt không? Chắc mày tưởng người đàn suy tình hoàn nghĩa yêu thương mày lắm hả? Còn đó là cho tao cài vô. Mày cứ mở mắt to lên mà coi. Đúng rồi, tao sẽ cho mày sống không bằng sống, chết không bằng chết. Alo, tôi nghe nè. Tự nhiên anh thấy thương qua Tiết Ngọc nên anh gọi báo cho một tin quan trọng. Đi ăn thôi. Ừ, đi em. Thưa sếp. Thưa sếp, em đi. Dạ, dạ. Ừ. Alo, em còn gọi cho tôi làm gì? Em muốn gặp anh ngay bây giờ. Em có chuyện muốn nói. Tôi coi như không biết chuyện gì. Giữa chúng ta không còn gì để nói với nhau cả. Đúng là em đã sai. Nhưng tình cảm em dành cho anh là thật lòng mà. Lừa dối tôi như vậy chưa đủ sao? Em muốn gặp anh để nói rõ mọi chuyện. Em lừa dối tôi như vậy chưa đủ sao? Tôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp em nữa. Alo, chị hả? Tình Tuấn đã trở mặt với em. Em phải hành động ngay thôi. Được rồi, em đến đón chị liền. Có chuyện gì vậy? Tôi đã qua gặp thằng Tuấn. Nó thách thức và sỉ nhục tôi. Anh qua đó làm gì chứ? Nó là thằng không có lý lẽ mà. Tôi biết, nhưng không ngờ hắn lại điên cuồng như vậy. Tôi quá chán ngán việc phải đối đầu với nó. Tôi chỉ muốn đối diện với nó để hiểu rõ mọi việc thôi. Rồi anh đánh nó hả? Mấy chục năm qua tôi chưa đánh nhau với ai, nhưng hôm nay tôi không kiềm chế được.
anh phải cố gắng đợi thêm vài ngày nữa. Em đang cố gắng điều tra, rồi hắn cũng phải trả giá thôi mà. Cậu có tin nổi không? Hoàng Yến là người chính hắn cài vô đây, vậy mà tôi luôn tin tưởng cô ấy. Hèn gì, tất cả những thông tin của mình Tình Tuấn đều biết hết. Được rồi, em sẽ cho Hoàng Yến trả giá. Cậu Nguyên, tôi cô thì tôi chịu. Tôi coi như chuyện Hoàng Yến chưa từng xảy ra. Đừng bao giờ nhắc đến tên cô ấy nữa. Tra kỹ rồi, đó chính là khu nhà kho mà Tài Tuấn vẫn thường xuyên đến đó đấy. Có lẽ khi nào nhập hàng về nó mới đưa như vậy. Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu không thì hắn đi hàng ở gần xu rừng chứ tội gì đem về đây cho mất công. Có thể không lâu nữa toàn bộ hàng nhập lậu nó sẽ đưa về đây để cung ứng cho đơn đặt hàng của taxi Đại Hùng. Em cũng nghĩ như vậy đó. Tức thiệt, nó không từ bất cứ một thủ đoạn nào để chơi tụi mình. Anh yên tâm đi, hắn ở Giang thì trước sau gì cũng gặp chuyện ác thôi. Mình không thể ngồi đó mà chờ nó làm ác được. Cậu phải tìm hiểu cho kỹ mọi việc. Nếu nắm được tất cả các bằng cớ rõ ràng, mình tố cáo nó. Không thể để nó tiếp tục phá đám chúng ta nữa, rồi lừa đảo khách hàng như vậy. Em nghĩ cái thời điểm này, sau những cái chuyện hắn cay cú anh, thì hắn sẽ đề phòng, khó mà điều tra trong cái thời điểm này lắm. Không có gì là không thể làm được hết. Alo anh nghe. Anh hả? Em xong rồi nè, chuyện đó anh tới đón em. Anh đang bận việc, em tự đi taxi về đi. Ủa, cái gì kỳ vậy? Hồi sáng nay anh nói là trưa nay em đón em rồi mình cùng về ăn cơm trưa mà. Đó là sáng nay, còn bây giờ anh không thể nào đón em được. Em tự về đi, cứ lằng nhằng hoài. À, chị không nghe. Cậu không nghe đi. Alo, dạ em nghe chị. À, chú Quy đó hả? Em có trong công ty không? Có bên anh Hoàng đó không? Dạ có, em đang ở bên cạnh ảnh đó chị. Dạ. Vậy đó hả? Em cho chị hỏi chút xíu, anh Hoàng có gặp chuyện gì không? Mà sao tự nhiên cáu gắt với chị vậy? Dạ, anh đang gặp trục trặc trong công việc cho nên anh hơi nóng tính một chút chị. Trời đất ơi, trục trặc thì trục trặc chứ, sao tự nhiên đổ hết lên đầu vợ là sao? Mới sáng nay anh còn ngọt ngào nói trưa sẽ tới đón chị để về ăn cơm. Vậy mà bây giờ cáu gắt vậy đó em. Dạ, chị đừng lo, có em ở bên cạnh ảnh thì chị cứ yên tâm nha chị. Dạ. Vậy thôi thì Nguyên à, em lo cho ảnh giùm chị nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ chào anh. Chào cô, mời cô ngồi. Dạ. Tôi đến đây để tố cáo một đường dây chạy trường khá lớn của thành phố. Anh ơi, anh ơi, anh, ngoài kia có mấy người cứ lảng vảng nhìn mà không chịu vô, dáng điệu khả nghi lắm anh à. Chắc là người của bên quy hoạch đó mà. Ủa, vậy tụi nó ngoài kia dò xét gì? Làm sao tôi biết được, chắc muốn tìm hiểu chúng ta để trả thù thôi. Vậy hả anh? Ừ vậy. Còn phải hết sức cảnh giác đó nghe. Tai Hoàng mà phát hiện ra nguồn gốc lô hàng này là coi như tiêu luôn đó. Dạ, anh yên tâm đi, em đã chuẩn bị đưa hàng về lô B hết rồi.
hắn không thể nào phát hiện ra được đâu. Cần thiết á, em sẽ đưa hàng qua kho C luôn. Cậu quả là một cộng sự tin tưởng của tôi. Dạ, cũng tất cả là nhờ sự chỉ dạy của anh thôi. Nè, sau vụ làm ăn này á, tôi sẽ thưởng lớn cho cậu đó nghe. Dạ, cảm ơn anh. Alo. Rồi, tôi tới liền. Ủa anh, tại đây Hùng gọi hả? Không, cái này là chuyện ngoài luồng thôi. Cậu lo chuyện ở đây đi, tôi ra ngoài một chút tôi về liền nha. Dạ. Vậy ha. Dạ. Ủa anh. Con chào ba. Con xin phép lên phòng. Cho hôm nay cái mặt nó có vẻ nghiêm trọng dữ vậy cả. Ủa chị hai, chị có biết chuyện gì không? Không. Thôi để con lên coi coi ảnh sao. Alo. Em nè. Lát nữa gặp nha, em có chuyện muốn nói. Thôi anh khỏi tới đón đi, em tự đi cũng được. Cũng được, vậy em chờ. Vậy nha. Dạ, bye anh. Mọi gì cơ, xảy ra nhanh quá. Chị tội nghiệp, chắc anh Hoàng hụt hận lắm. Vậy tại sao anh không đi kiện công ty taxi đó, dám phá bỏ hợp đồng? Làm mọi chuyện rùm beng lên á, chưa chắc là cách hay đâu. Rồi họ lại dây dưa trong việc bồi thường hợp đồng nữa. Với lại trong hợp đồng cũng có ghi rõ ràng, mọi chuyện xảy ra thì mình phải thương thảo hòa giải rồi mới đưa ra trước pháp luật được. Vậy còn lô hàng mới nhập về phải trả lãi ngân hàng á, tính sao? Anh Vinh Hoàng đã tính rồi, chắc tìm đối tác khác để mà cung ứng. Bây giờ hắn mà xuất hiện trước mặt em hả, em quýnh cho bể mặt luôn. Anh không có muốn vợ sắp cưới của anh giang hồ vậy đâu nha. Thì đôi khi cũng phải như vậy, cho người ta đừng bắt nạt mình. Ai mà dám bắt nạt em chứ. Ai mà biết. Em phải nói trước, lỡ mai mốt về anh thượng cẳng tay hạ cẳng chân với em sao? Ai mà dám bắt nạt em. Anh chưa bắt nạt em, anh nghi chắc má anh đánh anh trước quá. Bây giờ anh có cảm giác má anh yêu quý em còn hơn là thương anh nữa đó. Tại người ta dễ thương chứ bộ. Hả? Con không thi trường điểm đâu mà, mẹ hiểu cho con. Hiểu cái gì mà hiểu? Mẹ không hiểu tại sao bây giờ gần ngày thi vào trường điểm rồi mà tự nhiên bây giờ con đổi ý không chịu thi nữa là sao hả? Con thật sự không thích mà, mẹ đừng ép con. Cái gì? Mẹ làm mọi chuyện để con có một tương lai tốt đẹp mà bây giờ con nói mẹ ép con là sao? Nhưng mà với con, làm điều mình không thích là ép rồi. Không có nói nhiều nữa, mẹ đã quyết định rồi. Cái ngày đó đó, mẹ sẽ chở con đi thi. Nè, không có diện bất cứ lý do gì mà làm bài thi không được nha. Như vậy á là mẹ không hài lòng nha, hiểu chưa? Đi lên phòng đi. Dạ. Thiệt tình con với cái. Em làm gì mà to tiếng với con như vậy? Con nó không nghe lời thì em nhắc nhở thôi, chứ không phải như ai đó có chuyện bực bội về trút lên đầu vợ con à. Hợp đồng với công ty taxi Đại Hùng á bị thằng Tuấn hất tay trên rồi. Cái gì? Sao lại hất tay trên? Sao có chuyện vô lý đó được hả? Bà đã ký hợp đồng được kia mà. Hợp đồng thì đã ký, nhưng họ muốn chấm dứt, sẽ bồi thường rồi quay sang hợp đồng với tên Tuấn. Không ngờ hắn ta lại nhiều bánh khóe tới như vậy. Nó sẽ phải trả giá vì việc làm của nó. Anh tính làm gì? Anh sẽ đưa nó ra ánh sáng.
Ủa, chị đem ra câu lạc bộ hả? Đâu có, chị đem cho anh Hoàng. Mấy bữa nay chị thấy anh hơi mệt trong người, chị đem tới chỗ làm cho anh ăn. Cũng do ông Tuấn gây ra không chứ ai. Thì đó, không ngờ hắn là người dám làm như vậy. Cũng là tại chị. Bây giờ có muốn rút lui thì cũng không được. Thôi chị ráng an ủi ảnh đi. Thương trường thì luôn khốc liệt vậy á. Không phải chỉ mình anh Hoàng đâu, mà cậu Nguyên cũng cần sự giúp đỡ của em đó. Vậy chị đợi em nha. Em thay đồ rồi đi với chị nha. Dạ. Nhưng mà chị liền luôn hả anh? Thoải mái đi. Dạ. Cậu nói với cái Toán đó, chuyển tiền cho tay Chen luôn nha. Sau đó cậu điện cho hắn nói chuyển hàng gấp, hiểu chưa? Dạ. Nè, vụ taxi á, coi như mình đã thành công 90% á. Cậu chuẩn bị tinh thần lãnh thưởng đi. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, em xin phép em đi nha. Huy ơi, xuống đây bè biểu nè. Dạ. Nè con, em đã sắp thi vô trường chuyên rồi, còn phải ráng động viên em thiệt nhiều cho mẹ nghe không? Dạ. Nhưng hồi nãy con kêu cửa, nó đâu mở cửa cho con vô đâu mẹ. Bữa trước mẹ có nặng lời với em, chắc là nó đang buồn lắm. Còn ráng động viên nó, chứ nó buồn như vậy, nó làm mày thi không được là chết. Nghe con. Dạ, để con lên thử coi. Con lên với nó đi. Dạ. Chào anh, cho tôi gặp anh Tuấn. Dạ, tôi đi ạ. Xin lỗi, có chuyện gì không ạ? Chúng tôi đang điều tra về đường dây thuê thuê ở một số trường đại học, yêu cầu anh hợp tác. Dạ, mời các anh vô. Chết cha. Ông Tuấn hả chị? Trời ơi, đúng rồi. Dạ ông đây mà. Mời anh. Vậy theo chị mình làm sao bây giờ? Làm sao không biết nữa. Thôi mày đi. Em mới nhận được thông tin, không biết đánh hơi thấy được điều gì lạ, mà cả kho hàng của tên Tuấn không biết dọn đi đâu hết luôn à. Nó mất dấu rồi sao? Dạ. Thằng này đúng là xảo quyệt. Em cố gắng tìm hiểu thông tin, mà tới giờ cũng chưa tìm hiểu được thông tin gì mới hết á. Đó là mang phi pháp, nên nó mới cảnh giác như vậy. Em xin lỗi, tụi nó nhanh quá, em trở tay không kịp. Cậu không có lỗi gì đâu. Cố gắng tìm hiểu, nhất định sẽ có đầu mối. Không cần phải điều tra gì hết. Chào chị. Hắn làm ăn phi pháp á, thì sớm muộn cũng phải trả giá thôi. Chị ngồi đi chị. Hai chị em có chuyện gì mà tới đây vậy? Thì em lo cho hai anh em anh chứ gì. Ủa, sao mọi người đi đâu hết rồi anh? Dạ, mọi người ra ngoài ăn trưa rồi chị. À. Hai anh em nán lại nói chuyện về Tài Tuấn. Cái gì theo dõi thì gặp trục trặc rồi chị. Em đã nói là không cần điều tra nữa. Sao kỳ vậy? Em là cái người muốn giải quyết chuyện này nhanh nhất mà. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Là sao? Nói đi. Hắn bị bắt rồi. Thật à? Nghe đúng đó. Liên quan đến đường dây thuê thuê của trường đại học, cho nên đó, hắn đã bị bắt rồi. Hồi nãy em với chị Hai đi ngang nhà thấy hắn bị giải lên xe rồi đó. Chết rồi. Thằng của nhà mình có nằm trong danh sách đó không?
Chết rồi, em quên mất. Bây giờ phải làm sao hả? Nó bỏ thi rồi, đâu làm thủ tục thi đâu, cho nên đâu liên quan gì. Ủa, bỏ thi hả? Mày quá, thằng nhỏ nó biết dừng lại, chứ không thôi có chuyện to rồi đó. Bởi vậy em sai rồi. Thì đó, người lớn mình á cứ chạy theo cái dòng nước rút á, gây ra những sai lầm bắt con cái phải gánh chịu. Thôi cũng hên là nhà mình không có dính vô. Chuyện đã qua rồi mà nhắc lại làm gì nữa. Cái điều quan trọng á là Tài Tuấn đã bị trừng trị rồi. Thằng Quy nó gọi đây nè. Alo mày nghe nè. Mày ơi, mấy máy nó quá nhà, mày đi đậu rồi. Hả? Cái gì? Con nói cái gì vậy? Mày không có nhà. Bé Mai nó đi đâu? Bà đi đâu con không biết hả? Được không? Ờ. Anh à, bé Mai nó mất tích rồi. Con gõ cửa hoài mà không ai mở, cho nên con mới quyết định là xông cửa vô. Khi mà vô phòng á, không thấy bé Mai đâu hết. Nhưng mà mùng mền chiếu gối với lại sách vở được xếp gọn gàng hết. Có khi nào nó giỡn với mình không vậy? Mẹ à, con lùng sục khắp hết cả nhà rồi mà cũng không thấy nữa, cho nên con mới quyết định là gọi điện thông báo á. Em nghĩ á, chỉ có một lý do thôi, là nó bỏ nhà đi rồi. Nhưng mà không lẽ bị mẹ la mấy câu á mà nó dám? Con cũng nghĩ như vậy á cô ba. Trời ơi, nó đi đâu vậy? Ngày mai nó thi rồi đấy nè. Trời ơi chị, giờ lo tìm nó đi, còn thi thố gì nữa. Cứ ngồi đây mà nói chuyện này hoài không có được gì hết. Phải nhanh chóng tìm con. Nhưng em thấy á, bây giờ muốn tìm cho nhanh là trước mắt phải khoanh vùng lại rồi mới tìm được. À, bạn thân của bé Mai là bé My, có khi nào nó qua bên đó không? À, đúng rồi, hay là bây giờ mình gọi cho bé My thử coi. Con cho mẹ số dạ, đi. Dạ, gọi đi. Em nghĩ không nên gọi đâu chị, bởi vì có thể bé My biết bé Mai trốn, cho nên bé My cũng tránh không nghe điện thoại của mình đâu. Bây giờ chỉ còn cách tới thẳng nhà bé My. Dạ, cái đó để con đi cho ba. Ừ, coi như đã xong một địa điểm, bây giờ tính địa điểm khác. À, anh à, có khi nào con bé Mai nhà mình đưa qua nhà thầy Tú không? Tại vì mặc dù không học nữa nhưng mà nó quý thầy Tú lắm. Em nghĩ đó cũng là một địa điểm đáng chú ý đó. Ừ. Hay là anh với chị tới đó trước đi. Em với anh Nguyên á đi ngoài công viên, rồi xong mới ghé mấy quán ruột của tụi nó coi thử coi sao. Tạm thời là như vậy. Bây giờ ai vô việc ấy đi. Dạ. Dạ. Ủa ba, nhưng vậy ông nội thì sao? Ông nội qua nhà bà Lĩnh cũng sắp về rồi mà. Trước mắt chuyện này không để cho ông nội biết. Ừ. Nghe chưa? Rồi, nè, nếu như có chuyện gì á thì báo liền cho nhau biết á. Dạ dạ, em biết rồi chị. Dạ dạ. Đi. Em à, em cho anh địa chỉ nhà thầy Tú đi. Em ở nhà để anh đi cho. Thôi, anh nghĩ sao vậy? Em ở nhà sao chịu nổi? Em đi chung với anh. Ừ. Đi. Dạ. Đi. Dạ, con chào cô. Ủa, Quy, có gì không con? Dạ, bé Mai có qua đây không cô? Không, từ bữa giờ nó không có qua. Ủa, bà có chuyện gì với con? Vậy là đi thi rồi hả? À, ủa, vậy bé My có nhà không cô? Nó không có nhà. Nó đi ra nhà sách từ sáng giờ rồi, chưa có về. Có chuyện gì không con? Dạ, dạ không có gì đâu cô. Thôi, cô vô nghe điện thoại nghe. Dạ, vậy con xin phép về luôn nha cô. Ừ. Dạ. Cái nhỏ này, không ở đây thì ở đâu? Alo, Huy nghe nè Thủy. Huy hả? Huy chưa biết chuyện gì sao? Chuyện gì là chuyện gì? Mau lên mạng đi,
trường Huy công bố điểm rồi đó. Mà số báo danh của Huy là 3782 đúng không? Đúng rồi. Huy được 27 điểm á. Hả? Cái gì? Huy đọc kỹ chưa? Huy đọc kỹ lắm rồi. Thiệt hả? Thôi, đi mau về báo tin cho gia đình đi. Có gì gặp nhau nói chuyện sau nghe. Cảm ơn Thủy nha. Bye. Nhưng mà thông báo với ba mẹ sao đây ta? Ba mẹ à, con không thi khối A nhưng mà con thi khối C, con đậu rồi. Không được. Cách nào? Ba mẹ à, tuy là con bỏ thi khối A nhưng mà con thi vô khối C, nhưng mà bây giờ con cũng đậu luôn rồi. Ba mẹ đừng có trách con nha. Ui, mệt quá. Vậy cũng không được. Chết rồi. Ba mẹ mà biết chắc là chết quá. Hay là mình cũng mất tích như bé Mai luôn. Alo. Dạ em nghe. My hả? Bé Mai nhà anh có ở đó không em? Dạ em cũng không biết Mai đi đâu nữa. Sao nó đi đâu mà anh tìm hoài không thấy vậy? Dạ em cũng không biết mà anh. Anh chắc chắn á là bé Mai đang đứng cạnh em. Em mau đưa điện thoại đây cho anh nói chuyện. Dạ thiệt mà anh, không có Mai ở đây đâu anh. Nè nè, đừng có giấu nha. Nếu mà em biết bé Mai mất tích thật sự thì em còn cuốn quýt hơn nữa, chứ đâu có bình tĩnh vậy. Dạ em. Em cái gì? Đưa điện thoại đây. Để lên. Thôi được rồi, em sẽ nhắn tin địa chỉ qua cho anh. Nhưng mà khi tới đó anh phải tắt máy điện thoại nha. Ừ, vậy nha. Dạ. Đúng rồi, nhà thầy nè. Bà thằng Huy đó, đâu qua nhà bé My, không biết có kết quả không, xong thấy điện báo. Hồi nãy anh đã dặn kỹ rồi. Cứ vô đây coi thử, coi sao đã. Thầy ơi. Thầy Tú. Dạ chào thầy. Chào thầy. Chào anh chị. Dạ mời anh chị vô nhà. Vô đi. Cảm ơn thầy. Mời anh chị uống nước. Dạ, cảm ơn thầy. Ngày mai là ngày thi của bé Mai rồi. Mà tự nhiên cô bé mất tích, tụi tôi nghĩ là nó đến thăm thầy, cho nên tôi mới ghé đây nè. Từ hôm mà nghỉ dạy đến nay á, tôi không có gặp bé Mai. Tôi không hiểu mà tại sao con bé lại mất tích được chị. Chúng tôi đang lo quá thầy à. Vậy trong lúc dạy học, thầy có nghe cô bé nói thích đi đâu hoặc là dự định đi đâu không? Dạ, thầy cố nhớ giùm đi thầy. À, tôi có hẹn với bé Mai với bé My, khi nào tốt nghiệp xong thì gặp hai đứa. Nhưng địa điểm cụ thể á thì chưa biết nữa. Nhưng tôi nghĩ con bé nó bỏ đi á vì mục đích là nó không muốn thi vô trường điểm đó anh chị. Không có đâu thầy. Tại vì tôi thấy thời gian vừa rồi đó, con bé Mai nhà tôi vẫn siêng năng học tập lắm mà. Nó luyện thi siêng năng lắm. Nhưng anh chị biết rồi đó, bọn trẻ bây giờ hay suy nghĩ tiêu cực lắm. Khi không giải quyết được vấn đề thì nó mới chọn giải pháp như vậy đó. Thiệt tình, gia đình chúng tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Bây giờ chúng tôi thấy bối rối không biết làm sao thầy ạ. À, bé Mai á thì có thể nó hay đi chung với bé My, bởi vì hai đứa luôn luôn bên nhau. Mà cũng có nhiều lý do sợ thi vào trường điểm, bé Mai không được học chung với bé My, nên cô bé bỏ đi đó chị. Có, tụi tôi cũng nghĩ tới điều đó, cho nên có kêu Huy qua nhà bé My rồi. À anh à, anh gọi cho Huy thử coi. Để anh gọi cho nó coi. Sao anh? Nó tắt máy mất rồi. Sao lại tắt máy chứ?
cũng có thể là máy hết pin. Vợ chồng tôi xin phép thầy để vợ chồng tôi qua nhà máy pin liền. Dạ. Vậy anh chị đi đi, có thông tin gì á tôi sẽ gọi điện liền nha. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy nhiều. Chào anh chị. Đi em. Tại sao cô lại khóa máy? Cô đúng là loài rắn độc. Tại sao cô dám giấu mặt để hại anh Tuấn? Nếu không nhờ người quen bên công an, có chết tôi không dám vậy. Cô là một cáo trở như vậy. Anh tức giận là vì lo cho anh Tuấn, hay là vì việc anh Tuấn bị bắt khiến anh tổn thất kinh tế nặng nề? Cô không phải nói nhiều lời. Tôi chỉ hỏi một câu, tại sao cô phản bội anh Tuấn hả? Tôi đã nói rồi, anh Tuấn sẽ mất việc nếu mà anh trở mặt với tôi. Nhưng mà anh ấy đâu có tin. Kể cả anh, nếu anh ngồi đây quát tháo ầm ĩ hù dọa tôi, thì tôi không đảm bảo chuyện xấu gì sẽ xảy ra với anh đâu. Cô hù dọa tôi đó. Tôi nói cho cô biết, mặc dù tôi là lính của anh Tuấn, nhưng mà việc chạy trường tôi không hề dính líu, hiểu chứ? Anh hồn nhiên hay là thật tình không biết, bên công an đang điều tra vụ hàng nhập lậu của showroom ông Tuấn. Chắc chắn là ông Tuấn sẽ không ngần ngại khai em ra đâu. Cô nhưng bà yên tâm đi, vụ này tôi sẽ không nhúng vào. Ông Tuấn phản bội tôi một lần thì tôi trả lại một lần, vậy là xong. Thank you.